Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Chia sẻ thêm cho bạn nào chưa biết thì đây là nơi anh chia sẻ những kiến thức của môn toán đến với các bạn nhằm giúp các bạn có thêm một nguồn tư liệu trong việc học tập. Nội dung của kênh xoay quanh việc phân loại và hướng dẫn cách giải các dạng bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 3, phần hình học lớp 6. Ở bài 3 này chúng ta sẽ đến với bài hình bình hành. Thì đầu tiên ta đến với phần lý thuyết. Đó là nhận biết hình bình hành. Vậy hình bình hành ABC nó sẽ có tính chất gì? Thì hai cạnh đối sẽ song song với nhau, tức là AB song song với DC và AD song song với BC. Tiếp theo, tính chất tiếp theo đó là hai cạnh đối bằng nhau. AB thì bằng DC, còn AD thì bằng BC. Rồi tính chất thứ ba đó là hai góc đối bằng nhau, tức là góc A này đó bằng cái góc C, còn góc D bằng với góc B. Rồi ta chuyển qua phần tiếp theo đó là cách vẽ hình bình hành. Thì vẽ hình bình hành đó, cho trước hai đoạn thẳng AB và AD. Khi vẽ hình bình hành ABCD bằng thước và công 3 như sau. Đầu tiên là bước 1, ta lấy B làm tâm này đó, và ta vẽ một cái vòng tròn đó, đường bán kính là bán kính AD được không? Bán kính là bằng AD đó, tâm là B này, được chưa nào? Rồi từ đây ta vẽ một cái vòng tròn ha. Đó, các bạn tưởng tượng là từ B vẽ một cái vòng tròn đó, với cái bán kính này là bằng AD, được chưa? Rồi từ D ta vẽ một cái vòng tròn với bán kính là bằng AB. Rồi. Các bạn tưởng tượng nha. Đó, đây là vòng tròn. Thì đây. Cái điểm này đây này chính là cái điểm C mà chúng ta cần xác định, được không? Anh vẽ tay thì nó có thể nó hơi xấu. Rồi và dùng thước ta nối các điểm lại với nhau thì ta được hình bình hành ABCD. Rồi ta qua phần quan trọng là cái phần chu vi và diện tích hình bình hành. Chu vi hình bình hành thì cũng giống như là hình chữ nhật thôi, đúng chưa? Nó là bằng hai lần tổng dài, chiều dài và chiều rộng. Được chưa? Tại vì nó là bằng tổng bốn cạnh cộng lại, mà hai cạnh đã bằng nhau rồi, có hai cặp cạnh bằng nhau nên là nó bằng hai lần tổng của dài cộng rộng. Rồi diện tích hình bình hành là bằng a nhân h. A chính là cái đường cao này này, còn h chính là, xin lỗi các bạn, a chính là độ dài cạnh đáy, còn h chính là cái đường cao đó. Rồi thì anh giải thích thêm ha, nhiều bạn sẽ thắc mắc. Ở đây ta có là gì? Cái diện tích hình bình hành này có phải là bằng diện tích hai cái tam giác này cộng lại không? Rồi mà các bạn để ý nhé. Cái đường cao của cái tam giác này này, cái tam giác C CBA đúng không? CBA. Đó, nó cũng sẽ bằng cái đường cao của cái tam giác ADC, được chưa? Mà diện tích hai tam giác này nó cũng bằng nhau luôn. Đó, 1 phần 2 gì? Đây là AH nha. Đây là CK đi. AH nhân cho DC, đúng không? Diện tích tam giác là bằng 1 phần 2 đường cao nhân đáy, đúng chưa? Cộng cho 1 phần 2 CK nhân cho AB. Đó, 1 phần 2 AH thì là bằng H này. Nhân cho HDC là bằng bằng A. Cộng cho 1 phần 2 CK cũng bằng H, nhân cho AB cũng bằng A. Vậy thì cộng hai cái này lại ta được là h nhân a. Đó, thì các bạn hiểu cái công thức diện tích hình bình hành chưa nào? Rồi tiếp theo ta qua cái dạng 1, đó là xác định độ dài cạnh của hình bình hành. Thì phương pháp giải đó là sử dụng các tính chất đã học của hình bình hành. Thì ở bài 1 cho hình bình hành ABCD, biết AB bằng 12 để BC bằng 5, tính độ dài đoạn thẳng CD và DE.
Rồi các bạn vẽ nhanh cái hình bình hành ra được không? Ở đây anh vẽ tay nhé. Đấy. Còn đi thi thì các bạn vẽ bằng thước hoặc là làm bài A, B, C, D. AB là bằng 12, BC là bằng 5. Vậy độ dài đoạn DC là đối của đoạn AB đúng không? Cạnh đối của đoạn AB nên suy ra nó cũng bằng 12. BC là cạnh đối của đoạn DA thì suy ra DA nó cũng bằng 5. Rồi, tiếp theo tôi chuyển qua bài số 2 nhé. Cho hình bình hành MNBQ biết MN bằng 5. Rồi, anh vẽ cái hình bình hành nữa ha. MNBQ. Biết MN bằng 5. MQ bằng 10. Đó. Tỷ lệ thì nó cũng không chính xác mấy đúng không? Tính độ dài có đoạn thẳng NB. NB thì là đối của MQ nên NB bằng 10 này. Còn độ dài BQ là bằng 5, nó là đối của đoạn MN, cạnh đối của đoạn MN. Rồi, bài 3 cho hình bình hành ABCD biết AB bằng 7. Rồi, mượn lại cái câu 1 luôn ha. AB bằng 7 thì DC nó cũng sẽ bằng độ dài AD bằng một nửa độ dài cạnh AB. Thì một nửa thì có phải bằng 7 chia 2 không? Là bằng 3,5. Rồi. Vậy thì đoạn thẳng BC nó cũng sẽ bằng cái đoạn thẳng nào? DA là bằng 3,5. Còn đoạn AB nó bằng đoạn thẳng DC, nó là cả hai cạnh đối nhau. Nó là bằng 7, được chưa? Đó. Rồi ta chuyển qua cái dạng số 2. Dạng số 2 thì cái cách vẽ hình bình hành thì với hai cái đoạn thẳng cho trước thì các bạn làm giống như cái hướng dẫn mà vừa rồi anh đã hướng dẫn ở cái phần trên nhé, coi như cái phần bài tập về nhà để các bạn tự luyện cách vẽ một cái hình bình hành AB này và cho hai cái đoạn thẳng AB và BC. Vậy thì đây, BC đây, BC bằng 7 còn AB là bằng 5 thì các bạn từ C các bạn vẽ một cái vòng tròn đúng không? Vẽ một cái đường tròn bán kính là AB. Rồi từ A các bạn vẽ một cái đường tròn bán kính là BC, đó tức là bằng 7 và giao điểm của hai cái đường tròn đó chính là cái điểm D, được chưa nào? Rồi tương tự như vậy các bạn làm bài 5 nhé. Rồi kết thúc ví dụ này cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Mong các bạn sẽ hiểu và làm được bài những cái bài tập liên quan đến hình bình hành. Đó, các bạn nhớ công thức, nhớ công thức tính chu vi, công thức tính diện tích. Đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ bấm like, share cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Bye bye.